Các Phật tử chúng ta chuẩn bị tập bài thứ nhất. Chúng ta để tay ra phía trước. 2, 3. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, niệm to hơn chút. A Di Đà Phật, 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 to hơn chút nữa. A Di Đà Phật, 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 niệm to nữa, A Di Đà Phật, 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 A
Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. To nhất nào. A Di Đà Phật. 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 Nhỏ hơn một chút. A Di Đà Phật. 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 Nhỏ nữa. A Di Đà Phật. 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 Một lần nữa thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thôi. Chúng ta sang bài thứ hai. Chúng ta chân tư thế giữ nguyên. Chúng ta chuẩn bị. 2, 3. Hít vào. Thở ra. 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 Hít vào. Thở
thở ra, hít vào, 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 thở ra, thôi. Chuẩn bị, chúng ta sang bài tập thứ ba. Tay ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, đây, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, đây, hít vào, thở ra, rồi. Nam mô A Di Đà Phật.